11 bài thuốc y học cổ truyền sử dụng cây mật nhân trong điều trị bệnh. Mật nhân là một dược liệu được dùng phổ biến trong đông y. Loại thảo dược này còn có các tên gọi khác như cây bách bệnh, cây bá bệnh. Tên khoa học Zuicoma longifolia thuộc họ thanh thất. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Tạ Thị Tĩnh, giảng viên khoa học cổ truyền Trường Đại học Lương Thế Vinh, cây mật nhân có tính mát, vị đắng, vào kinh can, thận, có công dụng giải độc, thanh nhiệt, lợi tiểu, điều hòa chức năng tạng phủ, chỉ thống, thông kinh, đặc biệt giúp đào thải axit uric ra ngoài và làm giảm các triệu chứng của bệnh gút. Đây cũng là dược liệu có mặt trong nhiều bài thuốc điều trị bệnh nổi tiếng, được lưu truyền qua nhiều thế hệ, có thể kể đến như bài thuốc giúp cải thiện sinh lý nam giới. Dùng 500g cây mật nhân, 100g nấm linh chi, 100g sâm bố chính, sao vàng tán bột mịn, hoàn mật ong mỗi viên 5g, uống ngày 20-30g. Bài thuốc cải thiện các bệnh lý chức năng gan, dùng mật nhân 30g, nước 1000ml nước, sắc cho đến khi nước khô đặc lại còn 500ml nước, uống trong ngày, nên dùng thuốc khi thuốc còn ấm. Bài thuốc giúp kích thích hệ tiêu hóa, dùng rễ mật nhân 30g, quả chuối sứ khô đã sao vàng 20g, đem ngâm cùng với 1 lít rượu trắng ngon khoảng 40 độ, sau 7 ngày là có thể sử dụng. Mỗi lần sử dụng 30ml, dùng mỗi ngày 3 lần vào mỗi buổi sáng, trưa và tối. Bài thuốc hỗ trợ điều trị bệnh đái tháo đường, dùng mật nhân 30-50g, sao vàng hà thổ sắc cùng với 2000ml nước để sử dụng thay cho nước hàng ngày. Bài thuốc bột chữa chứng đau bụng, ăn không tiêu bị chướng bụng, dùng rễ mật nhân, hoắc hương, cây cam thảo nam, hậu phác, dây mơ, trần bì, cây xả, mỗi vị 50g. Đem một thang thuốc gồm các nguyên liệu trên rửa sạch nước, vớt ra đem phơi khô, sao giòn tán thành bột mịn, cất trong bình thủy tinh để dùng dần. Mỗi lần sử dụng 12g, hãm cùng với nước gừng nóng để uống. Bài thuốc chữa rối loạn kinh nguyệt không đều hay bị đau bụng khi có kinh ở phụ nữ. Rễ cây mật nhân 15g, nước 600ml, sắc cho đến khi lượng nước còn 300ml là được. Thuốc sẽ phát huy công dụng sau 1 tuần nếu mỗi ngày sử dụng một thang thuốc trên. Bài thuốc chữa khí huyết kém, cơ thể dễ bị nóng trong người. Rễ mật nhân, rễ ô môi, kim ngân, đậu đen, hà thủ ô, rau muống biển, cỏ sước, dây ký ninh, tang chi lượng bằng nhau 12g, nước 700ml, sắc còn 300ml. Chia uống 2 đến 3 lần mỗi ngày. Bài thuốc chữa bệnh chàm, ghẻ, mẩn ngứa ở trẻ em. Lá cây mật nhân 200g, rửa sạch rồi đem đun nước tắm, rửa kỹ vùng da của trẻ bị tổn thương, dùng phần bã trà sát nhẹ nhàng để tăng công dụng. Bài thuốc chữa tiêu chảy kiết lỵ. Quả mật nhân 25g, nước 500ml, sắc còn 200ml, chia uống 2 lần trong ngày. Sau 3 đến 5 ngày sử dụng, chứng tiêu chảy kiết lỵ sẽ dần được tiêu biến. Bài thuốc tẩy run giải độc rượu, rễ cây mật nhân 30g, nước 500ml, sắc còn 200ml chia thành 2 lần uống trong ngày. Bài thuốc chữa bệnh gút, mật nhân 30-50g, nước 600ml, sắc cho đến khi nước cô đặc lại còn khoảng 200ml, chia thành 2-3 lần trong ngày, kiên trì sử dụng mỗi ngày để cải thiện chứng đau nhức do bệnh gút gây ra và đào thải axit uric. Giảng viên y học cổ truyền Trường Đại học Lương Thế Vinh, Tiến sĩ Hoàng Ngọc Hà lưu ý, mật nhân có vị đắng đặc biệt nên khi uống có thể cảm giác khó chịu, gây nôn. Tuy nhiên người bệnh có thể khắc phục bằng cách thêm đường giữa mật ong cho dễ uống. Hy vọng những thông tin vừa rồi đã mang đến những kiến thức hữu ích đến quý vị khán giả. Tuy nhiên cần lưu ý rằng chúng chỉ mang tính chất tham khảo và không thay thế hoàn toàn cho lời khuyên của thầy thuốc hay bác sĩ. Hãy đến cơ sở y tế để được khám và điều trị nếu nhận thấy sức khỏe không tốt. Đồng thời đừng quên theo dõi chúng tôi để cập nhật nhiều hơn những kiến thức bổ ích về sức khỏe. Đừng quên nhấn nút đăng ký, like, bình luận và chia sẻ để ủng hộ kênh. Xin chào và hẹn gặp lại!